tàu thờ trong khắp mọi nơi. Các con xin đọc bài sám hối. Cúi đầu lại trước vũ đài, con xin sám hối từ rày ăn năn. Xưa nay là phạm điều răn, do thân khẩu ý bị mạng vô minh, gây ra nghiệp dữ cho mình, sát sanh hại vật, chẳng tình xót thương. Chiếc ăn hoặc bán không lường, vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân. Oan oan tương báo cõi trần, trầm luân biển tối chịu phần khổ lao. Xét ra nhân vật khác nào, hại nhân nhân hại mắc vào trả vay. Lại thêm trộm sản cướp tài, công người cực nhọc hàng ngày làm ra. Lòng tham tính bảy lo ba, mua kia cái nọ lấy mà nuôi thân, hoặc nuôi quyến thuộc xa gần, làm cho người phải lắm lần than vang. Tài dâm tội nặng muôn ngàn, liệu toan chiếc sách làm đàn chẳng ngay. Vợ con người phải làm tay, mất trinh thất tiếp phải tai tiếng đời. Xấu cha hổ mẹ nhiều lời, xa rìa chồng vợ đã rời lứa đôi. Vọng ngôn giả dối ngoài môi, chuyện không nói có rồi nói không. Dùng lời đâm thọc hai lòng, phân chia quyến thuộc vợ chồng anh em. Mắng nhiếc chửi rủa pha dèm, xóm làng cô bác chị em không chừa. Nói lời vô ích dây dưa, phí chờ quý báu hết trưa đến chiều. Uống rượu sanh hại rất nhiều, ham ăn mê ngủ nói liều chẳng kiêng. Say sưa ngã gió đi xiên, nằm bờ té bụng như điên khác nào. Loạn tâm cuồng trí mòn hao, nhiều người vì rượu biết bao hư nhà. Sân tham những của người ta, mong sang đoạt được lòng tà mới ưng. Nét sân nóng giận không chừng, toan làm hại chúng bâng quân trong lòng. Si mê tin giả chẳng phòng, nghe đâu theo đó không thông chánh tà. Chẳng tin Phật Pháp cao xa, thành thâm vi diệu bao la trên đời. Nếu con cố ý phạm lời, hoặc là vô ý lỗi thời điều răn, hoặc xúi kẻ khác bạo tàn, hoặc nghe thấy ác lòng hằng vui theo. Phạm nhầm ngũ giới thập điều, vì dân thân khẩu ý nhiều lần sai. Lỗi từ kiếp trước lâu dài đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen. Hoặc vì tà kiến đã quen, khinh khi tam bảo lòng bèn chẳng tin. Cho rằng người chết hết sinh, phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay. Hoặc phạm thường kiến tội dày, sống sao đến thác sanh lai như thường. Tội nhiều kẻ cũng không lường, vì con ngu dốt không tường phân minh. Dễ vui tam bảo hại mình, bởi chân không thấu vô minh nghiệp tà. Cho nên chân tánh mới là tối tâm chẳng rõ, sai ngoa thổi đầu. Hóa nên khởi dại đã lâu, để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay. Khác nào bèn bị gió quay, lên trên giữa biển giật giờ bờ sông. Xét con tội nạn chập chồng, kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này. Con xin sám hối từ đây, nguyện cầu tam bảo đức dày độ cho. Tội xưa chẳng hạn nhỏ to, con nguyện dứt cả chẳng cho thêm vào. Tâm lành dốc trí nâng cao, cải tà quy chánh chú vào Phật ngôn. Cho con khỏi chốn mê hồn, đến nơi cõi Phật Thế Tôn gần kề. Thoát vòng khổ não tối mê, hưởng miệng cực lạc, mọi bề thảnh thơi. Ngày nay dứt bỏ việc đời, căn lành gieo giống chẳng rời công phu. Mặc ai danh lợi buôn xu, con nguyện chữ hạnh người tu thoát trần. Trước là độ lấy bổn thân, sau giúp quyến thuộc, phần tiêu diêu. Hối tội lỗi đủ điều, duyên lành đâu cũng ít nhiều kết xây. Con xin hồi hướng quả này, thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường. Cùng là thân thích tha phương, hoặc đã qua vãng, hoặc thường hiện nay. Chúng sanh ba giới, bốn loài, vô tưởng hữu tưởng, chẳng nài đau đâu. Nghe lời thành thật thỉnh cầu, xin mau tự hội lãnh thâu quả này. Phần ai xa cách chưa hay, cầu xin thiên chúng mách ngay với cùng. Thảy đều thọ lãnh hưởng chung, dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai. Nguyện nhiều tăng chúng đức tài, đạt thành thánh quả hoàn khai đạo lành. Nguyện cho Phật Pháp thịnh hành, năm ngàn năm chẳng phước lành thế gian. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, bây giờ là thời điểm thích hợp để xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Xin đạo tràng giữ tâm thanh tịnh, cùng con tắc bạch để cung thỉnh Ngài. Acha upo sato iman charating iman chadivasang upo satiko pavisami. Ngày nay là ngày bác quan trai, con nguyện thọ trì giới bác quan trai trong ngày nay và đêm nay. Ukasa mayang phante visung visung rakhanatha yasaranena saha athang gasamanna gatang upo satang yachama. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Tuti yampi mayam phan te visung visung rakhanatha.
Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dâm pi ma yam phàn tê vi sung vi sung rakhanatha yati sarane na saha athang gasamana gatang upo satang yachama. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Nam mô Bụt Hải Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sân Khai Dạ. Kính lễ Đại Đức Phật Thạnh, Đại Đức Phật Sang, cô tu nữ Như Pháp. Xin chào Huynh Trinh Ngộ, Sĩ Mê Ta, Sĩ Thị An Lạc, Sĩ Tầm Man. Sa thu, quý vị nghe rõ ha. Xin được thay mặt Di Tăng truyền tâm quy và bác quan trai giới đến đạo tràng Pháp hội. Bụt Đăng Sở Năng Ra Chia Hà Mi, con đem hành lòng tình kính xin quy Phật. Đầm Mân Sở Năng Ra Chia Hà Mi, con đem hành lòng tình kính xin quy Pháp. Sẵn khắc sợ năng ra cha mẹ con em lòng thành kính xin quy tăng. Được ti dâm vi bồ đăng sợ năng ra cha mẹ con em lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Được ti dâm vi đấm măng sợ năng ra cha mẹ con em lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Được ti dâm vi sẵn khắc sợ năng ra cha mẹ con em lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Tạ ti âm bi bồ đăng sa nâng ra cha mi con em lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tạ ti âm bi đấm măng sa nâng ra cha mi con em lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tạ ti âm bi sang khăn sa nâng ra cha mi con em lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Bhutan Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sangham Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Dutiyampi Bhutan Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Dutiyam pi dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Dutiyam pi sanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tatiyam pi bhutang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyam Vidhammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tatiyam Visanghang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Ti Saranang Nithi Tăng, phát huy tâm bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ma phàn tê, dạ xin vâng. Ma na ti ba ta, quê là mạnh y sĩ khóp năng sâm mạnh dạ ông bi. Còn xin vâng dự điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đinh na đa na, quê là mạnh y sĩ khóp năng sâm mạnh dạ ông bi. Con xin mấy những điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Brahmacharya về là mình đi cọp thằng Samadhiya mi. Con xin mấy những điều học là quy tránh xa sự thông dâm. Musawada về là mình đi cọp thằng Samadhiya mi.
Còn xin bao nhiêu điều học là quý tránh xa suy nói dối. Sura me rayama chapama datha nam veramani kabran samadhyami. Còn xin bao nhiêu điều học là quý tránh xa suy nghĩ uống rượu và các chất say. Quý ca la phu chát nam veramani kabran samadhyami. Còn xin bao nhiêu điều học là quý tránh xa sẽ ăn sái giờ. Na chê ghi ta qua đi ta quý su ka ra sa na ma la gan tha vi lê ba na tha ra na man da na vi phu sa na tha nam. Vê ra ma ni si ka p răng sa ma di ya mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sẽ múa hát thôi càng đờn sẽ múa hát nghe đờn càng trắng đêm thôi hoặc thơm vừa phận và đeo trạng hoa. Ôn chai sa ya na ma ha sa ya na ve ra ma ni ka pa ra sa ma di ya mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa chỗ nằm ngồi nếu quá cao và xinh đẹp. Panatipata Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami. Con xin vâng chữ điều học là cúi tránh xa sự sát sanh. Adinnadana Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami. Con xin vâng chữ điều học là cúi tránh xa sự trộm cắp. Abrahmacharya Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thông dâm. Musawada Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Suramerayama Chappamadathana Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Kalapho chana veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Nacchagi tawa ditawisu kadasana mala ganthavile panatha rana man dana vipu sanathana veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự múa hát thổi đờn kèn xem múa hát nghe đờn kèn trang điểm thoa vật thơm dồi phấn và đeo tràng hoa. Ucha sayana maha sayana veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Iman athang gassamana gatang buddhapannatang upposathang iman charating iman jadivasang samadeva afirahitung samadhiyami. Con xin thọ trì bát quan trai giới, chọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vân giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay. Mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ Niết Bàn trong ngày vị lai. Imani Atthasikabadani Umposatthasi Lawasena Imanjaratin Imanjadivasangsa Thukankatuang Abhamadena Samarakitabang. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo rồi, phải nắm vững giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. Ma phan tê, dạ xin vâng. Sì lê na su kê tinh yon tì, sì lê na phu khá sâm bác đai, sì lê na nê phu tinh yon tì tà chí mai, sì lăng vụ sổ thác dê,
cho chúng sanh đi sanh về cõi trời cũng nhờ dị giới, được giàu sang cũng nhờ dị giới, được giải thoát ngâm niết bàn cũng nhờ dị giới. Bởi các ấy cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thú sa thú lành thay, con xin sám hối trước Tam Bảo. Uttamang yera wande hang pada pang sung waru tamang bute yo halito do so buto hamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ viên trần dưới chân Đức Phật là Đấng Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang tham man cha du vi thang wa rang tham me yo khalito do so tham mo khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang sang khang cha du vi tho tam mang san khe yo khali to do so sang kho khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phật tăng và Thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Để chúng con kính cung thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Te atthalatha sutta varuna buddha sasane aroga sutta otasa sabbe hitnya tiên cầu xin cho các thiền tính được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tính khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú lành thay, con xin hồi hướng công đức. Yang kin chi ku sa la kam mang ka ta bang ki ri yang ma ma ka ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ka tang ye sa ta sa ni no a ti ye cha sa ta a sa ni no ka tang pu nya pa lang mai hang sa be fa gi fa wan tu te ye tang ka tang su vi di tang din nang pu nya pa lang ma ya ye cha ta tha na cha nan ti de wa gan toa ni we da yung sa pe lo kam ni ye sa ta chi wan ta ra he tu ka ma nu nyang pho cha nang sa pe la phan tu ma ma che ta sa ti. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân Phật thực, xin hãy tỏ thích nhận phần phước Phật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Y đàng nô nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô. Y đàng quá ta mê bù nhàng à sa qua kha vô qua hàm hồ tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành, hãy dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm. Bây giờ là 4 giờ 30 sáng, đã đến giờ sinh hoạt của đạo tràng, và con kính nhường lại mít cho sư để bắt đầu chương trình học cầu kinh pháp cú. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Ma ạ. Nam mô Sang Kha ạ. Lễ chư tôn thượng đức tăng, lễ đại đức Phật Thành, đại đức Phật Sàn. Xin chào cô tu nữ Như Pháp, xin chào Huỳnh Danh Ngộ, Siết Meta, Siết Thiền Lạc, Siết Tầm Man, Siết Kim, Siết Hạnh Kiếm, Huỳnh Giang Nhật Hà và Huỳnh Hạnh Pháp.
Hôm nay chúng ta sinh hoạt câu Phật ngôn 138. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Buddho Mahesi Arahang Tathagatolo Kotamo Sapagaru Hichetakolo Kasasatha Chanadam Mako Vido Vanda Mahantang Narapu Chanay Giác Cần Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu Ngài Bậc Trí Thức Không Đôi Sánh Bằng Thoát Ly Phiền Não Tro Trăng Thô Thượng Giáo Chủ Trí Năng Vô Lượng Tứ Đế Ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tam mô bát đi bồ yết ta sa sát thu nô lô ca nam mình thán sa quy na ca rô cô sắp bành nhu bố thấp bát đi phù tư sanh nhá tô quan đà ma hành tầng ná rập phù cha này giác cần pháp bảo với nhân vàng gia lai soi sáng vẹt màn vô minh phá tan lầm đặt dụng sinh đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lễ Pháp Quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô số cá tá sá sa quá cô xích khà số cà mù quá đá thầm má xích khá cô nình đà bá sân xà đi á nà đá rồ quá rồ hoành đà má hành tăng ná ra phù. Cha này giác cần Tăng Bảo Thinh Văn Phật Đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xá lệ thể pháp phàm nhân ai bị con xin lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Các tịnh á tê giá tê chê ná sê khà mê ê tu quá tha nần tha xà tí à nú pha quê ná sá hạ xà dê ná sê chạch tu cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Giam. Phần tán dương ân Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 138. Alo, quý vị nghe rõ không ạ? Âm thanh vừa phải hay là nhỏ? Quý vị thấy bài học ở trên trên màn hình chưa? Câu Phật ngôn 138. Sa tu sa tu. Trước khi học bài này xin tán thán huynh chánh ngộ ha. Hai ngày liên tục, ngày 28, 29 và huynh chánh ngộ đều có mặt tại chùa Ngọc Đạt ha. 28 đến coi như tạo công đức quét dọn lau chùi ha, và ngày 29 suốt cả một ngày luôn, từ sáng tới chiều và cả tối nữa, cả một ngày mưa mưa dầm về. Thế mà tinh thần của quý vị Phật tử trong cái sự sinh hoạt rất là hoan hỷ. Chúng tôi thấy tính tâm của quý vị hướng về Tam Bảo. Một ngày ở chùa dù mưa rất là lớn, mưa dai dẳng, mưa suốt cả ngày, nhưng mà chúng tôi thấy rằng quý vị coi như mưa ngoài trời mà không mưa ở trong lòng ha, quá tuyệt vời. Và huynh chánh ngộ ha cũng đã dầm mưa để phụ giúp với một anh Phật tử ở Vũng Tàu để lo trang trí cái chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn. Dù trời mưa vẫn hăng say làm việc. Tức là một ngày ở chùa chúng tôi thấy huynh chánh ngộ rất là có ý nghĩa. Và đối với Rôm Phật giáo Nam truyền này, huynh chánh ngộ rất là mẫu mực ha. Một ngày trong một tuần không có vắng mặt, vẫn làm tròn bổn phận của mình. Quý vị thấy tinh thần của huynh chánh ngộ tuyệt vời ha. Người ốm yếu
nhưng mà cái tâm lực không có ốm yếu. Đó là một cái điều mà rất là đáng ngưỡng mộ. Vâng. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vô bài học ngày hôm nay nha. Khen tán thán của chánh ngộ chút thôi, để anh em mà khen nhiều quá chắc bỏ chạy luôn á. Ở bên ngoài sẽ mưa liên tiếp tới 10 ngày luôn. Trời ơi, Bồ Tát Tha Tâm Thông hay sao, có thần thông hay sao mà ở suốt nguyên Mỹ mà biết ở Đồng Nai, Biên Hòa mưa liên tiếp 10 ngày. Cái chuyện đó là cái chuyện của ông trời, còn cái chuyện của chúng ta nè, học nè, thật vậy nữa chứ nè. Cái chuyện bây giờ là chuyện học này, còn 9 ngày nữa mưa liên tiếp đó là chuyện của Pháp, chuyện của ông trời. Còn chuyện của chúng ta là câu Phật ngôn 138 học ha: Về đa năng phá ru sang cha ninh, về đa năng phá ru sang cha ninh, về đa năng phá ru sang cha ninh. Câu số 2: Sa ri ra sa về đa năng, sa ri ra sa cha về đa năng, sa ri ra sa cha về đa năng. Rồi ôn lại hai câu này: Về đa năng pha ru sang cha ninh, sa ri ra sa cha về đa năng, về đa năng pha ru sang cha ninh, sa ri ra sa cha về đa năng, về đa năng phá rú sanh cha ninh, sa ri ra sa cha về đa năng. Câu 3, câu 4 ha: Ga rú căng qua bi a ba thân, ga rú căng qua bi a ba thân, ga rú căng qua bi a ba thân. Câu 4: Chích tắc khê bằng quá ba phú nề, chích tắc khê bằng quá ba phú nề, chích tắc khê bằng quá ba phú nề. Hơn là câu 3, câu 4: Ga ru căng qua bi a ba thân, chích tắc khê bằng quá ba pu nề, ga ru căng qua bi a ba thân, chích tắc khê bằng quá ba pu nề, ga ru căng qua bi a ba thân, chích tắc khê bằng quá ba pu nề. Rồi ôn lại. Nguyên cả bài ha: Về đa năng phát lu sanh cha ninh, sa ri ra sa cha về đa năng, ga ru căng qua bi a ba thân, chích tắc kệ bằng qua ba phu nề. Về đa năng phá rú sanh cha ninh, sa ri ra sa cha về đa năng, ra rú cẩn hòa bi a ba thân, chích tắc kệ bằng quá ba phút mềm. Còn một cách đọc dễ hơn, đây là cái đọc thứ hai: Về đa năng phá rú sanh cha ninh, sa ri ra sa cha về đa năng. Thấy đạo hữu thấy là thương, tự nhiên cái bài nó chạy lên trên mất à. Bây giờ đưa lại bài học ha: Về đa năng phá rú sanh cha ninh, sa ri ra sa cha về đa năng, sa rú căng qua bi a ba thân, chích tắc khệ bằng quá ba phú nề. Các bạn ha,
Về đa năng phá rô sang chả ninh xá rì ra cha cha về đa năng Gia rô căng hoa phí ả ba thăng chít tắc khẽ băng hoa ba phú nề. Như vậy thì câu Phật ngôn này chúng ta có hai cách đọc. Cách đọc thứ hai, tức là chúng ta đọc một lần hai câu nó dễ hơn ha. Và trong lối kệ một câu tám từ thì chúng ta cũng chia làm hai bốn ha, và cố gắng đọc một lần hai câu để nương nhau về âm giọng. À, chúng ta xin đọc trước. Quế đa năng tha lu sang cha ni sa ri la sa cha phê đa năng gia ru căng quá ti a ba thăng chín ta khê băng qua pa pu nê quế đa năng tha rung sang cha ninh sa ri la sa cha phê đa năng ngã ru căng quá bi a ba thăng kinh ta khê băng qua pa phu nê. Thêm lần nữa. Quế đa năng phá rung sang cha ninh sa ri ra sa cha phê đa năng gà ru căng quá bi a ba thân chinh ta khê băng qua pa pu nề. Hoặc khổ thọ khốc liệt thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt hay loạn ý tán tâm. Rồi xin mời xin mê ta xin kim. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Kim, cô Đà Men cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ sư Phước Thạnh, con kính đảnh lễ sư Phước Sang, và con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, và con kính chào toàn thể đạo tràng, và con xin đọc câu pháp cú 138 ạ. Quê đa năng phá ru sang cha ninh sa ri rạc sa cha phê đa năng gà ru căng hòa bi a ba thăng chích tắc kê băng qua ba bu rê. Dạ, con xin phân tích. Quê trường âm thông thường, đá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá rú là hai đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha trường âm thông thường, ninh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, ri trường âm thông thường, rát trường âm nhân, xá giá hai đoạn âm, phê trường âm thông thường, đá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quê đa năng phá ru sang cha ninh sa rì rát sa cha phê đa năng. Con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Gá rú hai đoạn âm, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua trường âm thông thường, bí đoạn âm, a ba hai trường âm thông thường, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chích tắc là hai trường âm nhấn, khê trường âm thông thường, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, ba trường âm thông thường, bú đoạn âm, nê trường âm thông thường, gà ru căng hòa bi a ba thăng chích tắc khê băng qua ba bu rê. Con xin đọc lại toàn bài. Quê đa năng phá ru sang cha ninh sa ri rát sa cha phê đa năng gà ru căng hòa bi a ba thăng chích tắc khê băng qua ba bu rê bu nê.
Dạ, con xin đọc một lần nữa. Quê đa năng pha ru sang cha ninh sa ri rat sa cha phê đa năng ga ru căng hoa bi a ba thăng chích tắc khê băng qua ba bu nê hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong hoặc thọ bệnh kịch liệt hay loạn ý tán tâm. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kể. Quê đa năng pha rụ sang cha ninh sa ri rạch sa cha phê đa năng gà ru căng ba qua bi a ba thằng chích tắc khê băng qua ba bu nê. Con đã đọc xong, kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin ngài Trí Đức cùng với quý sư quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Dạ, con kính mời cô Kim tiếp tục. Con xin kính chào sư Trí Đức, sư Phước Sang, sư Phước Thạnh, các cô tu, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Bữa nay không hỏi có nghe rõ không? Quý vị cho tín hiệu nghe rõ. À, cảm ơn The Man, cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn cô Meta đã cho tín hiệu rõ. Ba người nghe rõ, tức là nghe rõ lắm rồi. Sư ơi, con coi trong báo hiệu thời tiết á, sao mà Biên Hòa nguyên tuần này mưa quá trần luôn, mưa mà trời nó nóng 90 độ. Mà bữa nay cũng mưa, nó mưa nguyên ngày, nó chỉ ngừng ở vài tiếng rồi nó mưa. Nó trên 60%, tức là nó mưa nguyên ngày ngay luôn sư. Nhưng mà ở chỗ sư đâu có bị ngập lụt đâu phải không sư? Thủ Đức thì nha, ngập lụt chứ chỗ Biên Hòa, chỗ cao đâu có ngập lụt đâu. Chỉ ướt nhẹp thôi cho nó mát mẻ một chút thôi. Con cũng biết cái đó là vui hay buồn nữa, nhưng mà nó mưa liên tiếp nhiều giống vậy, chắc là có bão tố gì đó. Chỗ này mưa nhiều, chỗ kia bão tố. Đời vô thường à. Thôi con trả bài cho rồi đi. Con xin đọc Kinh Pháp Cú số 138. Con đâu có thần thông chỉ mất gì đâu, có thần khùng với thần thông gì. Vô trong app á, weather của app thì thấy biết thôi. À, con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 138. Quê đa năng pha ru sằng cha nịnh sa lì rát sa cha về tha năng ga ru khẳng hòa pi a bà thần chích tắc khề thần quá thà phu nề. Quê đa năng pha ru sằng cha nịnh sa lì rát sa cha về tha năng ga ru khẳng hòa pi a bà thần chích khề thần qua thà phu nề. Phân tích câu 1 và câu 2. Quê trường âm thông thường, đá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá rú hai đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha trường âm thông thường, ninh trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2, xá đoạn âm, ri trường âm thông thường, rác trường âm ngắn, xá chá hai đoạn âm, thê trường âm thông thường, đá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Quê đá năng ta vũ sẵn trà nền xa vị rác xa chấp thề đá năng ra đu khẳng hòa phi à thà thần chích tắc khề thần qua thà phu nề. Phân tích câu số 3, gá rú hai đoạn âm, căng, trường âm đọc theo giọng nguyên. Qua, trường âm thông thường, bí đoạn âm, a, ba, hai trường âm thông thường, thanh, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu cúng cùi, hai câu cuối cùng, chích, tắc, hai trường âm nhắn, kê, trường âm thông thường, băng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá đoạn âm, ba trường âm thông thường, bú đoạn âm, nề trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ.
Gia gu khăn qua phi a ba thăng chích tắc khề phăn qua phà phu nề. Quê đa nặng phá gu sẵn chà nền xa rì rác xa chấp thề đa nặng gia gu khăn qua phi a ba thăng chích tắc khề phăn qua phà phu nề. Quê đa nặng phá gu sẵn chà nền xa rì rác xa chấp thề đa nặng gia gu khăn qua phi a ba thăng chích tắc khề phăn qua phà phu nề. Quê đa năng phá ru sang cha nên xa vi rác xa cha phê đa năng gà ru khăn qua phi a ba thăng chịch tắc khê khăn qua phá phu nề. Quê đa năng phá ru sang cha nên xa vi rác xa cha phê đa năng gà ru khăn qua phi a ba thăng chịch tắc khê khăn qua phá phu nề. Hạt khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong hoặc thọ bệnh kịch liệt, hai loạn ý tán tâm. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu trên câu kinh Pháp Cú 138. Có hai người cho bông hoa, ba người. Cảm ơn quý vị đã cho bông hoa cùng vỗ tay vỗ chân. Cảm ơn The Man, Hồng Mai, cô Mita. Thưa các sư, các cô tu nữ, các quý vị trong đạo tràng, có tôi đọc có thấy có sai cái gì, xin quý vị cho biết để chỉnh sửa. Cảm ơn quý vị. Thêm hạnh kiểm cho ba cái bông hồng. Bông hồng có dai, đụng vô chảy máu dữ lắm. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho bông qua cùng vỗ tay vỗ chân. Anh chắc mời đó, không biết người nào đó. Chắc Hồng Mai hơn quý vị nào kế tiếp cũng không quên dòm nữa. Xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị được an vui, một ngày an vui và may mắn. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Metta. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Phước Thạnh, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu Pháp Cú số 138 ngày hôm nay ạ. Quê đa năng phá ru sang cha nin sa ri rát sa cha phê đa năng gà ru căng hòa bi a ba thăng chít tắc khê bằng hoa ba bu nê. Quê đa năng phá ru sang cha nin sa ri rát sa cha phê đa năng gà ru căng hòa bi a ba thăng chít tắc khê bằng hoa ba bu nê. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Quê đa năng phá ru sang cha nin sa ri rát sa cha phê đa năng. Quê là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá, rú là hai đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha là trường âm thông thường, ninh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, ri là trường âm thông thường, ras là trường âm nhấn, xá, chá là hai đoạn âm, phê là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quê đa năng phá ru sang cha nin sa ri rát sa cha phê đa năng. Và câu số 3 và câu số 4. Gà ru căng hòa bi a ba thăng chít tắc khê bằng hoa ba bu nê. Gá, rú là hai đoạn âm. Căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Hoa là trường âm thông thường. Bí là đoạn âm. A là trường âm thông thường. Ba là trường âm thông thường. Thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chít, tắc là hai trường âm nhấn. Khê là trường âm thông thường. Băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá là đoạn âm. Ba là trường âm thông thường. Bú là đoạn âm. Nê là trường âm thông thường. Garu căng hòa bi a ba thăng chít
tắc khê băng quá ba bu nê. Dạ con xin đọc lại ạ. Quê đa năng cha nin sari rasa cha phê đa năng garu căng wa bi a ba thang chít tắc khê băng quá ba bu nê. Hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt, hay loạn ý, tán tâm, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Quê đa năng phá rù sang cha nín sa ri ra sa cha phê đa năng gà rù căng hoa bi a ba thăng chít tắc khê băng hoa ba bù nê. Quê đa năng phá rù sang cha nín sa ri ra sa cha phê đa năng gà rù căng hoa bi a ba thăng chít tắc khê băng hoa ba bù nê. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con xin kính mời cô hành kiểm ạ. Dạ Nam Mô Đức Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, con kính đảnh lễ ơn Đức Pháp, con kính đảnh lễ ơn Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ với cô tu nữ. Và xin kính chào với đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 138. Quỳ đa năng phá rú sàng trà ninh sát bì đắt sa cha phê đa năng gà rú càng hòa bi à bà thằng chít tắt khề bằng qua bà bú nề. Quỳ đa năng phá rú sàng trà ninh sát bì đắt sa cha phê đa năng gà rú càng hòa gà rú càng bà quý gà rú càng hòa bi à bà thằng chít tắc khề bằng quá bà bút nê. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Quê trường âm thông thường, đá đoạn âm, năng trường âm đặt theo giọng nguyên âm, phá rú hai đoạn âm, xăng trường âm đặt theo giọng nguyên âm, cha trường âm thông thường, minh trường âm đặt theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, ri trường âm thông thường, rắc trường âm nhấn, xá hai đoạn âm, phê trường âm thông thường, đá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quê đa năng phá rú sàng trà ninh sa đi đá sa cha phê đa năng. Dạ con xin phân tích câu 3, câu 4. Gá rú hai đoạn âm, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua trường âm thông thường, bí đoạn âm, a ba hai trường âm thông thường, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chiết tắt hai trường âm nhấn, khê trường âm thông thường, bằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, ba trường âm thông thường, cú đoạn âm, nê trường âm thông thường, gá rú càng hòa bí a ba thằng chiết tắt khê bằng quá ba phú nê. Nhà con đọc lại nguyên bài. Quê đa năng phá rú sàng trà ninh sa đi đắt sa cha phê đa năng gà rú càng hòa bi a ba thằng chít tắt khê bằng quá ba phú nê. Hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt, hay loạn ý tán tâm, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Quê đa năng phá đồ sẵn cha ninh xa đi đặt xa cha phê đa năng gà đu căng hoa bi a ba thăng chi tát khê băng hoa ba bồ nề. Dạ con phân tích đọc và kể xong, có chỗ nào sai con xin kính xin quý sư quý cô trung nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con ạ. Dạ con xin trả mít lại cho đạo tràng. Con điện thoại con không có thấy được bằng tay, và con xin mời vị trí nào tiếp theo ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư trí đức, đảnh lễ sư phước sang sức phạm,
quý sư, kính lễ cô tu nữ như pháp và quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bộ pháp cú số 138. Cảm ơn chị Meta và Đề Mê đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ con xin đọc bộ pháp cú 138. Về đa năng pha ru sang cha ninh sa ri ra sa cha phê đa năng gà ru căng hoa pi a ba thăng chít tắc khê tăng hoa pa pu nê. Về đa năng pha ru sang cha ninh sa ri ra sa cha phê đa năng gà ru căng hoa pi a ba thăng chít tắc khê tăng hoa pa pu nê. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Quê là trường âm thông thường, đá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá, rú hai đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha trường âm thông thường, ninh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, ri trường âm thông thường, ras trường âm nhấn, xá chá hai đoạn âm, phê trường âm thông thường, đá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quê đa năng pha ru sang cha ninh sa ri ra sa cha phê đa năng. Em xin phân tích câu 3 và câu 4. Gá rú hai đoạn âm, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua trường âm thông thường, tí đoạn âm, a ba hai trường âm thông thường, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít tắc hai trường âm nhấn, khê trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, ta trường âm thông thường, cú đoạn âm, nê trường âm thông thường, gia ru căn hoa pi a ba thăng chít tắc khê tăng hoa ta pu nê. Dạ, xin đọc lại câu pháp cú 138. Quê đa năng pha ru sang cha ninh sa ri ra sa cha khê đa năng gà ru căng hoa pi a ba thăng chít tắc khê tăng hoa ta pu nê. Quê đa năng pha ru sang cha ninh sa ri ra sa cha phê đa năng gà ru căng hoa pi a ba thăng chít tắc khê tăng hoa pa pu nê. Hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt, hay loạn ý tán tâm. Đây là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. Về đa năng phá vô sân chân sa ri ra sa cha phê đa năng gà ru căng hoa pi a ba thăng chít tắc khê tăng hoa pa pu nê. Về đa năng phá vô sân chân sa ri ra sa cha phê đa năng gà ru căng hoa pi a ba thăng chít tắc khê tăng hoa pa pu nê. Dạ con đã đọc phân tích và kệ xong. Nếu gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chú sửa giùm. Xin cảm ơn đạo tràng, cảm ơn chị Kim và chị Mát Ta đã cho bóng hoa. Xin cảm ơn quý vị. Alo, dạ con xin hành kính đảnh lễ với Tam Bảo, Đức Phật, Đức Pháp,
xin đảnh lễ ngài Trí Đức, con xin đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và đạo tràng. Dạ, con xin bây giờ con đọc câu pháp cú 138. Về đà nẵng pha ru sang cha ninh sa ri ra sa cha phê đà nẵng gà ru càng và bi a pa đăng chi tắc khe băng và pa bu nê về đà nẵng pha ru sang cha ninh sa ri ra sa cha phê đa năng gà rú căng và bì áp và bì và bì và bì à bà đăng chí tắc hề bằng và bà bù nê về đa năng phá rú sang cha ninh sa rì ra sa cha phê đa năng gà rú căng và bì à bà hăng chí khe bằng và bà bún nê. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Về đà nẵng pha ru sang cha ninh sa ri ra sa cha phê đà nẵng. Về trường âm thông thường đá, đoạn âm năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Pha ru hai đoạn âm sang trần âm đọc theo giọng nguyên âm. Cha trường âm thông thường ninh trường âm đọc theo dạng nguyên âm. Sa đoạn âm ri trường âm thông thường ras trường âm nhấn sa cha hai đoạn âm. Về trường âm thông thường đá đoạn âm năng trường âm đọc theo dạng nguyên âm. Con xin đọc câu 3 và câu 4 và phân tích. Gà rú căng và pi a pa và rú ca. Con xin đọc lại. Gà rú căng và pi và rú căng và pi a pa thang chi tác thê băng và pa u nê. Gá rú hai đoạn âm căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm và trường âm thông thường pí đoạn âm a pa a trường âm thông thường ba trường âm thông thường thân trường âm đọc theo giọng nguyên âm chích tắc là hai trường âm nhấn khê trường âm thông thường băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm vá đoạn âm ba trường âm thường pú đoạn âm nê trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại nguyên câu. Về đa nàng pha ru sang cha ninh sa ri ra sa cha về đa nàng gà ru căng và bi a pa thang chít ta thê băng và pa pu nê. Hoặc khổ thọ khốc liệt thân thể bị thương vong hoặc khổ khổ kịch liệt hay loạn ý tán tâm. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc bài kệ. Vê đa đăng phá rù sang gia đình sa ri ra sa cha phê đa nàng gà rù căng vá bi a ba thang chít ta khê băng và ba bù nê. Về đăng năng pha nụ sang cha ninh sa ri ra sa cha phê đa năng gà ru cam va vi a ba đăng chít ta khê băng và ba bồ nề. Dạ, con xin, con đã đọc xong, con xin nhường lại mic cho đạo tràng. Trong khi con đọc và phân tích có chỗ nào sai, xin đạo tràng và quý thầy quý cô sửa bài giùm con. Dạ, con xin nhận tiền lại mấy cặp. Alo, 123, 123. Quỳnh Hạnh Phước ha, rất là tiến bộ.
À, nó còn tiến bộ không phải là coi như đọc coi như trọn vẹn hoặc là không sai, mà tiến bộ đây là sự phân tích này, rồi giọng kinh này, giọng kệ này. Tiến bộ cái nghĩa là một người có tinh thần cầu tiến đến sau, nhưng mà là thành công. À, đối với những cái vị đã đến lâu trong đạo tràng nhưng mà không có tham gia à, thì qua giọng đọc, qua sự phân tích của huynh Hạnh Phước, quý vị nghe có sai chỗ nào không? À, ý kiến của đạo tràng, quý vị nghe có sai chỗ nào không? Tự cá nhân của mình, à, huynh Hạnh Phước, à, nhờ đạo tràng chỉnh sửa. À, chi pháp nguồn nó không có, chi kim nó nhiều nhiều có, tức là nhiều chỗ. Còn à, à, cái gì gì vậy, chi pháp nguồn cái gì vậy, chỉ chữ này đọc không ra ha, chữ hy hả, à, đọc không ra. À, thì huynh Hạnh Phước, à, trong cái sự phân tích đó, cái này chỉ sai một từ mà không biết rằng đạo tràng có nghe không. Cái chữ cuối cùng, pa phu nê, pa phu nê, chữ nê này huynh Hạnh Phước à, cho biết đó là một trường âm đọc theo giọng nguyên âm. À, quý vị có nghe rõ hay không? Nhưng mà cá nhân của chúng tôi thì nghe pa phu nê. Ba là trường âm thông thường, phú là đoạn âm, nê là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý vị nghe lại trên trên Facebook nè ha. À, nếu mà huynh Hạnh Phước muốn đạo tràng theo dõi, đọc chữ nê này là một trường âm thông thường thì không ai nói. Nhưng mà nói rằng đó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm thì là một sự thử thách để coi đạo tràng có theo dõi mình đọc đúng hay sai. Nếu mà với tinh thần như vậy thì huynh Hạnh Phước hãy cố gắng. À, có sao nói vậy đi. À, chúng ta là những người sử dụng ngôn từ Pali để diễn tả sự thật, để bảo tồn chân lý của Đức Phật Gautama. Thì bây giờ chúng ta nên đọc cho nó chuẩn chút ha. À, quý vị nghe lại nơi Facebook ha. Không biết là chúng tôi nghe sai hay là nghe lầm. Nhưng mà quý vị nói rằng không có chỗ nào sai, thì cái điều đó chắc cái lỗ tai của chúng tôi có vấn đề ha. Rồi, nếu mà chúng tôi nếu mà chúng ta có bị sai chỗ này thì huynh Hạnh Phước cũng quan hỷ ha, già rồi, mắt mờ tai điếc rồi ha, thì có gì quý vị cũng thông cảm ha. Rồi bây giờ mời vị khác, mới có 5:14 à, còn sớm mà. Rồi Sĩ Pháp Nguồn hả, chưa đọc ha. Rồi xa thú, mời Sĩ Pháp Nguồn. Kính đảnh lễ 30 tâm bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chi Đức, Sư Phước Sang, Sư Pháp Trang, Sư Phước Thạnh. Con xin kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con cảm ơn cô Metta, cô Kim cho biết tín hiệu. Con xin được đọc và phân tích câu 138 ạ. Về đa năng pa ru sang cha minh cha minh sa ri sa sa ri ra sa cha phê đa năng ga ru căng qua pi a pa ba thăng chít tắc phê tăng qua pa pu nê. Về đa năng pa ru sang cha minh sa ri ra sa cha phê đa năng garu kang wa pi a ba thang chit tak
khê tăng quát ba bú nệ. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Quê là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá là đoạn âm, rú là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha là trường âm thông thường, ninh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quê đa năng pa ru sang cha ninh. Cần phân tích câu 2 ạ. Xá là đoạn âm, ri là trường âm thông thường, rác là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, chá là đoạn âm, phê là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa vi rát sa cha phê đa năng. Con xin đọc lại câu 1 và câu 2 ạ. Quê đa năng pa ru sang cha ninh. Sa ri ra sa cha phê đa năng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Đá là đoạn âm, rú là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, a là trường âm thông thường, ba là trường âm thông thường, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ga ru cầm qua pi a pa thăng. Câu 4, chít là trường âm nhấn, tắc là trường âm nhấn, khê là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, ú là đoạn âm, nê là trường âm đọc, nê là trường âm. Con xin đọc lại tuần này ạ. Quê đa năng pa ru sang cha ninh. Sa ri ra sa cha phê đa năng. Ga ru căng qua pi a pa thang. Chít ta khê băng qua pa pu nệ. Hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt, hay loạn ý tán tâm. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phép được kể ạ. Quê đa năng pa ru sang cha ninh. Sa ri ra sa cha phê đa năng. Ga ru căm qua pi a pa thăng. Chít ta khê băng qua pa pu nê. Quê đa năng pa ru sang cha ninh. Sa ri ra sa cha phê đa năng. Gà ru căm qua pi a pa thăng. Chít ta khê băng qua pa pu nê. Hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt, hay loạn ý tán tâm. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc và phân tích xong, có gì sai không? Sư Trí đã cùng đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Dạ con xin phép xin mách con mời một vị khác ạ. Dạ cô hạnh phúc bị rất mách rồi ạ. Cầm lại mách đi ạ. Alo 1234. 1234. Dạ đạo tràng có nghe âm thanh của tự nhiên rõ không? Dạ cảm ơn chị. Bữa nay cái đường trường
tình của tự nhiên sao mà nó bị gián đoạn hoài. Là Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ ngài Trí Đức, đại đức Pháp Trang, đại sư Phước Sang, kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp, cô Phúc Hạnh, và kính chào đạo tràng. Dạ không có mưa mà tại gì chắc hôm nay giọng nói bị rè giống như mưa vậy đó. Dạ bây giờ tự nhiên xin đọc kinh Pháp Cú số 138. Dạ cảm ơn chị Như Quang. Quê đá năng phát bút sang cha nên sát ri rát xá chấp về đá năng gà đu căng hoa bi a ba thăng chít đắc khê băng quá ba bú nê. Dạ cô thông cảm chờ chút xíu. Dạ, tự nhiên xin phân tích. Quê trường âm thông thường, đá đoạn âm, năng trường âm giọng nguyên âm, phá rú hai đoạn âm, sang trường âm giọng nguyên âm, cha trường âm thông thường, nim trường âm giọng nguyên âm, đoạn hai, xá đoạn âm, ri trường âm thông thường, ras trường âm nhấn, xá chá hai đoạn âm, phê trường âm thông thường, đá đoạn âm, năng trường âm giọng nguyên âm, đoạn ba và bốn, gá rú hai đoạn âm, căng trường âm giọng nguyên âm, qua trường âm thông thường, bí đoạn âm, a ba hai trường âm thông thường, âm trường âm giọng nguyên âm, chít trường âm nhấn, tắt trường âm nhấn, khê trường âm thông thường, băng trường âm giọng nguyên âm, quá đoạn âm, ba trường âm thông thường, bú đoạn âm, nê trường âm thông thường. Quê đa năng phát rú sang cha ninh sát đi ra sát chắc về đa năng ca rú căng qua bí a ba thang chít tắc kê băng quáp quát ba pu nê. Bây giờ tự nhiên xin kể. Quê đa năng pa ru sang cha ninh sa ri ra sa cha phê đa năng ca ru cam qua bi a ba thang chitta khe bằng qua ba pu re bu ne. Về đa năng pha ru sang cha ninh sa ri ra sa cha phê đa năng ca ru cam qua bi a ba thăng chitta khê băng quả ba bố nê. Hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt, hay loạn ý tán tâm. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, hôm nay giọng tự nhiên bị rè cho nên là chị Kim nói trời mưa chứ không phải mưa ạ. Dạ bây giờ tự nhiên xin xuống mít kính gửi mít lại đạo tràng. Dạ alo. Dạ xin kính chào quý sư, quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng. Không biết là mọi người nghe con rõ không, chứ hôm nay là cho con nghe cũng hơi bị đoạn.
Dạ, cảm ơn cô Kiều, dạ, cô Hồng Mai cho tín hiệu. Dạ, con xin đọc quyền bài kệ 138 ạ. Vedanam parusanchanin sarirasaccha vedanam garukam vapi abhatham cittakkhepam vapapune. Vedanam parusanchanin sarirasaccha vedanam garukam vapi abhatham abhatham cittakkhepam vapapune. Dạ, con xin phân tích nè. Quê là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá, rú là hai đoạn âm, sân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha là trường âm thông thường, nin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sáng là đoạn âm, ri là trường âm thông thường, rắc là trường âm nhấn, tá chá là hai đoạn âm, phê là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá rú là hai đoạn âm, căng là trường âm âm, qua là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, a ba là hai trường âm thông thường, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít tắc là hai trường âm nhấn, khê là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, cú là đoạn âm, nê là trường âm thông thường. Dạ, sau đây con xin đọc kệ. Quê đa năng pha rù sang cha ninh sa rê rát sa cha phê đa năng gà rô căng qua pì a ba thắng chị ta phê băng qua ba phú nê. Dạ, con có chỗ nào sai xin đạo tràng và sư chỉnh sửa cho con ạ. Con xin xuống mít ạ. Con xin phép con đọc lại. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng. Dạ, đã nghe rõ rồi không? Dạ. Câu pháp cú số 138. Quê đa năng phá rú sang cha ninh sa ri rát sa cha phê đa năng ca ru căng qua bi a ba thăng chít tắc kê băng qua ba bu nê. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Quê đa năng phá rú sang cha ninh sa ri rát sa cha phê đa năng. Quê trường âm thông thường, đá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá đoạn âm, rú đoạn âm, sân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha trường âm thông thường, ninh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, ri trường âm thông thường, rát trường âm nhấn, xá chá hai đoạn âm, phê trường âm thông thường, đá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
Về đa năng paru sang cha ninh sari lan sát cha về đa năng. Câu 3 và 4. Karu kang wa pi a ba thăng chitta ke bang wa ba bu ne gá đoạn âm rú đoạn âm căn trường âm đọc theo giọng nguyên âm qua trường âm thông thường pí đoạn âm a ba hai trường âm thông thường thân trường âm đọc theo giọng nguyên âm chít trường âm nhấn tắt trường âm nhấn khê trường âm thông thường văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm quá đoạn âm ba trường âm thông thường phú đoạn âm nê trường âm thông thường Karu kang wa pi a pa thang chitta ke bang wa pa bu ne. Ve da nang paru sang cha nin sa ri ran sa cha ve da nang. Karu kang wa pi a pa thang chitta ke bang wa pa bu ne. Hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt, hay loạn ý tán tâm, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Về đa năng pa ru sang cha nin sa ri ran sa cha về đa năng ca ru băng qua pi a ba thăng chín tăng kê băng qua ba bu ni. Về đa năng pa ru sang cha nin sa ri ran sa cha phê đa năng ca ru căng qua pi a ba thăng chín tăng kê băng qua ba bu ni. Dạ, thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô, sư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, con kính ân lễ ngài Trí Đức, Thì Tôn Đức Phật, kính lễ các cô tu nữ, con kính tràng đàn tràng, dạ, cảm ơn cô Hồng Mai, cô Mát Tà cho cái tín hiệu, rồi con xin trả bài. Quê đá năng, bá rú sẵn trà ninh, xá rì, rát xá, cha phê đá năng, gá rú cằn, Wa bi a ba thăng chít tắc kê bằng wa ba bu nề. Về đa năng ba ru sang cha nin sa ri. Dạ, con xin sám hối. Về đa năng ba ru sang cha nin sa ri. Rasa cha phê đa năng ga ru căng wa bi a ba thăng chít tắc kê bằng wa ba bu nề. Xin đọc lần nữa. Về đa năng ba ru sang cha nin sa ri rasa cha phê đa năng ga ru căng wa bi a ba thăng chít tắc kê bằng wa ba bu nề. Hạt khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hạt thọ bệnh kịch liệt, hay loạn ý tán tâm. Hòa Thượng, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Xin tâm tức. Về trường âm thông thường, đá đoạn âm năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phá rú hai đoạn âm sang, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cha trường âm thông thường, nên trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quê đá năng ba rú sang cha ninh. Xá đoạn âm ri trường âm thông thường, rát trường âm nhấn, xá trá hai đoạn âm, phê trường âm thông thường, đá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xà ri rát xá trá phê đá năng, quê đá năng ba ru sẵn trà ninh, xà ri rát xá trá phê đá năng. Gá rú hai đoạn âm, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua trường âm thông thường, bí đoạn âm, a, ba, hai trường âm thông thường, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gá ru căng qua bí a, ba, thăng, chít tắc, hai trường âm nhấn, khê trường âm thông thường, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá đoạn âm, ba trường âm thông thường, bú đoạn âm, nê trường âm thông thường,
chít tắc khề bằng quá bà bú nề. Gà rú căng quà bí à bà thằng chít tắc khề bằng quá bà bú nề. Quê đa năng bà rú sẵn trà nình xa rì rát xa chạp về đa năng. Gà rú căng quà bí à bà thằng chít tắc khề bằng quá bà bú nề. Về đa năng ba ru sang cha nên sari rasa cha về đa năng cu ga ru cần qua bi a ba thằng chích tắc kệ bằng qua ba bu này hạt khổ thọ khốc liệt thân thể bị thương bong hạt thọ bệnh kịch liệt hay loạn ý tán tâm bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu con đã trả bài xong và con có sai trên ngày vừa đã trang trình kệ giỡn lắm Quỳnh ơi mình thôi miễn luôn rồi con xin chào mít lên. Alo, 123, 123, im ru, không còn ai cầm mic nữa không? Rồi, bây giờ chúng ta hãy nghe ý nghĩa từ vựng ha. Trước khi đi vào ý nghĩa từ vựng, chúng tôi xin lặp lại. Về đa năng pha ru sang cha ninh sa ri ra sa cha phê đa năng gà ru căng hòa bi a ba thăng chít tắc khề bằng hoa pa phu nề. Cái câu cuối cùng á, có nhiều vị đọc chỗ này hơi nhanh. Chít tắc khề bằng hoa pa phu nề. Bốn cái trường âm này trong cái từ chích tắc khê bằng quý vị đọc chậm ha, âm thanh bằng nhau ha, bởi vì đây là bốn trường âm, quý vị đừng có đọc chỗ này nhanh quá ha, mà trường âm thì kéo dài ra. Chúng tôi xin lặp lại. Về đa năng pha ru sang cha ni sa ri ra sa cha phê đa năng ga ru căng hòa phi a ba thăng chít tắc khê bằng hoa pa phu. Và câu này cũng dễ kể chứ không quá khó. Một câu tám từ và chúng ta chia ra làm hai bốn bốn, cố gắng đọc một lần hai câu ha. Thì nó tương đối chứ không có khó khăn gì hết. Có nhiều vị mới đến với đạo tràng nhưng mà thích kệ hơn là đọc theo giọng kinh. Quế ra năng phá ru sang cha sa ri ra sa cha phê đa năng gà ru căng quá pi a ba thăng chín tắc khê băng qua pa phu nề. Quý vị cứ từ từ ha, cái chia bốn bốn là chúng ta có được giọng kệ ha, mà cố gắng đọc lần hai câu. Quế đa năng phá ru sang cha ni sa ri ra sa cha phê đa năng gà ru căng quá pi a ba thăng kinh ta khê băng qua pa phu nề. Hoặc khổ thọ khốc liệt thân thể bị thương vong hoặc thọ bệnh kịch liệt hay loạn ý
tán tâm. Câu đầu tiên, về đa năng paru sang cha ninh. Câu này chúng ta thấy có ba từ, về đa năng là một, paru sang là hai, cha ninh là ba. Vậy thì chữ quê đà năng do chữ quê đát na. Quê đát na là một danh từ nữ tính, akranta ithi linga. Và quê đát na ở đây được dựa theo đối cách su ít đô tì giáo quỳ phát tí e cấu quá trình á. Cho nên quê đát na biến thành quê đát năng. Quê đát năng là cảm thọ. Rồi, parusang. Parusang do cái từ parusa và parusa này cũng được chia theo đối các su ích đối tỷ giáo vì phát tiếng ngày câu quá trình á, cho nên parusa biến thành parusang. Parusang có nghĩa là khốc liệt, khốc liệt. Rồi từ chaning, chaning do từ chani. À, cha ni nó là một danh từ nữ tính ha, ikranta ithilinga. Và cha ni được chia theo đối cách số ít đu tì giáo vì phát tì ca quá trình á. Cha ni biến thành cha ninh là tai họa hay là sự mất mát, tai họa hay là sự mất mát. Rồi câu số 2, sari rasa cha phê đa năng. Sari rasa cha phê đa năng. Chữ sari rasa, chữ sari rasa do cái từ sari ra. Sari ra là một danh từ nục trung tính ha, akranta nó cùng sakalinga. Và chữ sarida này được chia theo sở hữu cách số ít chát thí quy phát tí e câu quá trình á, cho nên sarida biến thành sarirasa. Sarirasa có nghĩa là của cơ thể, của thân thể, của thân thể. Rồi cha, cha là bà ha. Phê đa năng, phê đa năng. Chữ phê đa năng này do căn ngữ phích. Cái từ phê đa ná nó là một danh từ trung tính ha, akranta nó phun sát cả linh ga. Và phê đa ná được chia theo đối các số ít đối tỷ giáo quỳ phát tí e câu quá trình á, cho nên phê đa ná biến thành phê đa năng. Về đa năng là sự đổ vỡ, sự tổn thương. Sự đổ vỡ, sự tổn thương, về đa năng. Rồi, câu tiếp là câu số 3. Garu là garu căng hoa pi a ba thần. Garu căng hoa pi a ba thần. Garuka do cái từ Garuka. Garuka Garuka được chia theo đối cách số ít đối tỷ giá của pháp tí e câu quá trình á, cho nên Garuka biến thành Garuka. Garuka là trầm trọng, là kịch liệt, trầm trọng, kịch liệt. Rồi ga ru cần qua bí, qua bí hoặc dù, ngay cả, nó giống như một thành ngữ, một liên từ, hoặc dù, ngay cả, qua bí. Rồi a ba thân, a ba thân do cái từ a ba tha. A ba tha nó là một danh từ nam tính, akran tap cùng linh ga. Và a ba tha được chia theo đối cách số ít đối tỷ giá quy phát tỷ e câu quá trình á, cho nên a ba tha biến thành a ba thân. A ba thân là bệnh hoạn,
bệnh hoạn. Rồi, câu cuối cùng. Chít tắc khe bằng quá bà phụ nề. Chít tắc khe bằng quá bà phụ nề. Chữ chít tắc khe bằng, chúng ta thấy hai từ ghi chung, chít tá và khe bá. Chít tá nó là một danh từ trung tính ha, ác lên tá nó cùng sắc linh ga. Chít tá có nghĩa là tâm ha. Rồi khe băng do từ khe bá, khe bá nó cũng là một danh từ nam tính, ác lên tháp phung linh ga. Và khe bá được chia theo đối các su ích đối tỷ giáo vì phát tia câu quá trình ha. Khe bá biến thành khe băng, tức là sự bỏ đi, sự mất mát, sự mất đi, sự quăng bỏ. Như vậy thì chít tắc khe băng là sự mất trí. Chít tắc khe băng là sự mất trí. Rồi quá thì quý vị biết rồi nha. Quá là hòa. Rồi ba phút nè. Quá là hòa hay hoặc ba phút nè. Do cái từ chúng ta thấy tiếp tục ngữ trước là chữ ba ha. Rồi a chữ ba đi với căn ngữ ấp để một động từ số ít có thể gánh chịu. Và căn ngữ áp này có nghĩa là đạt được. Ba phụ nề có thể gánh chịu. Vậy thì câu Phật ngôn 138 qua những từ này chúng ta thấy có thể gánh chịu cảm thọ khốc liệt, tai họa, sự tổn thương của cơ thể, hoặc là bệnh hoạn trầm trọng, hoặc sự mất trí. Cái này nó lên những cái điều tai ương do cảm thọ ha. Có thể gánh chịu cảm thọ khốc liệt, tai họa, sự tổn thương của cơ thể, hoặc là bệnh hoạn trầm trọng, hoặc sự mất trí. Ngài Hòa Thượng Giới Đức Hào phổ thơ lục bát thế này. Một là nhức nhối đau thương, hai là tai biến khuôn đường trở xoay, ba là thương tích mặt mày, bốn là trọng bệnh thuốc thầy chẳng xong, năm là tâm trí loạn cuồng. Ở đây nói lên năm điều ha. Điều thứ nhất, một là nhức nhối đau thương, hai là tai biến khuôn đường trở xoay, ba là thương tích mặt mày, bốn là trọng bệnh thuốc thầy chẳng xong, năm là tâm trí loạn cuồng. Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ ngũ ngôn, hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc có bệnh kịch liệt, hay loạn tâm, hay loạn ý tán tâm, hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt, hay loạn ý tán tâm. Đồ Phật ngôn 138 nói lên năm vấn đề. Một là nhức nhối đau thương, hai là tai biến khuôn đường trở xoay, ba là thương tích mặt mày, bốn là trọng bệnh thuốc thầy chẳng xong, năm là tâm trí loạn cuồng. Như vậy thì câu Phật ngôn này tiếp câu Phật ngôn 137. Câu Phật ngôn 137
nói lên cái ý là đối với những cái người có giới, đối với những bậc vô nhiễm, các bậc thánh mà chúng ta có ác ý, chúng ta có cái tâm bất thiện đối với những vị đó, thì hậu quả sẽ đem đến cho chúng ta là khổ thọ khốc liệt này, thân thể bị thương vong, hoặc là thọ bệnh kịch liệt này, hay là loạn ý tán vong. Thì Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã nói rõ hơn: một là nhức nhối đau thương, hai là tai biến khôn đường trở xoay, ba là thương tích mặt mày, bốn là trọng bệnh thuốc thầy chẳng xong, năm là tâm trí loạn cuộc. Như vậy thì Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã nói rõ hơn, tức là đối với những cái bậc phạm hạnh, đối với những bậc giới đức, đối với các bậc thánh mà chúng ta có những cái tư tưởng, có những cái lời nói, có những cái hành động bất kính hoặc là vi phạm đến những cái vị đó, thì năm cái điều này sẽ xảy ra. Nhưng mà quý vị thấy ở trong room này đã xảy ra rồi, đừng có nói rằng coi như đối với các cái vị khác, mà chúng ta hãy thấy trong hiện tại nè. Quý vị thấy trong hiện tại cái câu số 5: hay loạn ý tán tâm, loạn ý tán tâm có nghĩa là tâm trí của chúng ta bị thất niệm, bị vọng niệm, bị tạp niệm. Khi mà chúng ta hướng tâm về câu Phật ngôn này, chúng ta đến đạo tràng sinh hoạt, thì có vị ở trong đạo tràng này cho biết rằng ở Biên Hòa mưa tới 10 ngày nha, mà mới có mưa ngày hôm qua, mưa nguyên một ngày, thấy đã mệt mỏi rồi. Nhưng mà có người ở tuốt đâu á, cách đây nửa trái đất à, nhưng mà cho biết rằng Biên Hòa còn 9 ngày mưa nữa nha. Quý vị thấy hay ha. Rồi khi nghe cô tu nữ Tuệ Duyên đọc, biết rằng ở Vĩnh Long mưa, ghê chưa, loạn ý tán tâm có nghĩa là chúng ta không nhìn vào thực tại mà nhìn về tương lai 10 ngày nữa mưa rồi nhìn thấy cả Vĩnh Long đang bị mưa, qua cái giọng đọc của cô tu nữ Tuệ Duyên thì quý vị thấy hay không? Nghe câu Phật ngôn này, Đức Phật Ngài biết hết trơn á, Ngài nói ra là chính xác liền ha. Ủa, tại sao Sĩ Kim cười vậy ta? Alo, chúng ta còn thời gian để chúng ta thảo luận về câu Phật ngôn 138, câu Phật ngôn 139, câu Phật ngôn 140, bốn câu Phật ngôn. Thì khi đó chúng ta mới thấy cái duyên sự, tại sao bốn câu Phật ngôn mà đề cập đến một cái vấn đề sao mà nó rắc rối. Tức là cái chuyện ở tốt ở bên Mỹ ha, mà biết ở Việt Nam thế này thế kia, công nhận quá giỏi. Cái này có phải là loạn ý tán tâm hay không? Alo, đạo tràng nghĩ sao? Rồi, xin mời Sĩ Kim có ý kiến tại sao mà cười kỳ cục giảng vân nữa. Sĩ Kim có ý kiến câu 138 như thế nào? Xin mời. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Phước Sang, sư Phước Thạnh. Trời ơi, không biết còn sư nào hả? Hình như có thầy Chích Chân Tịnh nữa. Con không có chắc á. Con hồi nãy không có coi, không biết có. Thôi con chào các sư, các cô tu nữ, cho nó chắc ăn dữ gì Phật tử đi. Trời, cái đó đâu có chuyện gì đâu, sư chọc con. Trời ơi, bây giờ Satellite nó báo dự báo thời tiết, trong cái app dự báo thời tiết vô không coi biết thôi. Tại con nghe sư nói ở bên của sư đó, mưa nguyên ngày, con chạy vô con coi thế nào cũng thấy trời.
nó mưa 10 ngày luôn sư, nó không phải 30%, 40% đâu, nó 80% luôn. Ngày hôm nay sư cũng tiếp tục mưa nữa, chừng vài tiếng đồng hồ nó mưa, nếu nó vậy đó, thì con thấy thời tiết trong đó, nó nói vậy thì con nói vậy thôi, tức là mưa 10 ngày dễ sợ lắm. Nếu mà Sài Gòn cũng mưa, trời lụt dữ lắm đó sư. Mưa 1-2 ngày nó đã lụt tùm lum, mà mưa tới 10 ngày dễ sợ, mà nó mưa liên tiếp vậy. Con chỉ thắc mắc vậy thôi. Thời tiết bây giờ nó cũng thay đổi thất thường, giống như làm người vô thường mà vậy cũng tốt. Mấy người làm ruộng á, mấy lúc kia nó bị khô á, này nó mưa nhiều thì cũng tốt, nhưng mà mưa phải dứt, mưa ngừng, cái mưa liên tiếp đi mà ghê, với sợ nước rút không kịp, khủng khiếp luôn á. Thì con thấy vậy con hỏi, con nói vậy thôi chứ con đâu có những thanh thông gì đâu. Ai cũng biết điều đó, tại sư chọc con thôi. Chị thấy con thì không có ai chọc dễ bằng chọc con hết trơn, chứ chọc cho nó vui vậy thôi. Dạ con xin cảm ơn cô Mít Trà Hồng Mai, cô Hà cho tín hiệu nghe rõ. Sư hỏi con cái kinh pháp cú ý nào vậy? Kinh pháp cú 138. Tại cái này nói về ngày đại mục Kiền Liên Má Hà Mốc Mốc Gàng là ná, tới câu còn hai câu nữa, còn 139 với 140 nữa mới tích sự của ngài. Thì theo con biết rằng á, mấy cái này là cái khổ đế, thọ khổ khốc liệt, thân thể bị thương vong, thọ bệnh kịch liệt, loạn ý tán tâm. Loạn ý tán tâm thì con thấy không biết người ta có nghiệp đi không, chứ mấy người già đó là người ta không có còn nhớ nữa, có còn nhiều khi tánh tình thay đổi nữa, người ta gọi là chướng. Con hồi lớp nghe chữ chướng con không biết, con hỏi thì có người giải thích cho con nghe là chướng là cái tánh tình nó quái dị lắm. Đi già đó lại thích mà mặc đồ lè lẹt vậy cho nó vui vậy, khi cười khi khóc vậy đó. Cái khi rồi mấy người già, con thấy mấy người già giống như má con vậy, lúc gần về già cái bên bà ngủ suốt ngày, bà thức dậy cái bà nói cả ngày nay bà không ngủ được, bà vừa mới ăn xong bà nói đói bụng không có gì ăn, không ai cho gì ăn chẳng hạn như vậy. Không có nhiều người già giống như vậy đó, thì họ bị loạn ý tán tâm thì do không có sự tu tập hay do cái nghiệp. Con thấy phần lớn người già đều không nhớ, ngay cả con bây giờ con chưa cái già lụm cụm lắm mà con cũng quên nữa, không thì cũng quên đó. Thọ bệnh kịch liệt, trời ơi, thì thọ bệnh kịch liệt thì Đức Phật nói rồi, sanh già bệnh tử, sanh già bệnh tử, ai cũng bệnh, người nào không bệnh thì đâu phải làm người, chó heo mèo gà nó cũng bệnh nữa. Còn thọ khổ khốc liệt, có những người thì người ta bình yên, người ta cũng già, người ta cũng bệnh tức đỉnh. Có nhiều người tự nhiên cái bị xe đụng, gãy tay gãy chân. Có nhiều người ở trong nhà không, máy bay trên trời rơi xuống chết ngắt, còn không chết thì cũng gãy xương gãy giò, cũng kỳ lạ khó giải thích lắm. Thân thể bị thương vong cũng vậy, cái tai nạn người ta nói, để coi con nói nhớ câu nhớ coi, phước bắt trùng lai họa vô đơn chí, không biết có đúng không sư. Phước bắt trùng lai họa vô thương chí, tức là cái phước mình không biết chừng nào mình được nữa, mà cái họa cũng không biết chừng nào nó tới nữa, không biết phải đúng không. Con là giờ nghe cái nho trùng đó, con sợ dấn rồi đó, không biết có đúng gì không. Con nghe má con với mấy chị con mới nhìn sớm cứ nói vậy đó, tức là cái phước cái họa không ai biết được hết. Đúng rồi, nó vô thường vô ngã mà sao biết được. Biết được rồi cũng đâu làm được cái gì đâu. Nhưng mà nếu có chuẩn bị tâm lý thì nó đỡ hơn, tức là khổ cái thân thôi, không có khổ tới cái tâm. Nhưng như Đức Phật chắc ngày bị A-la-hán đó, như ngày Mục Kiền Liên á, trời ơi, bị đánh bầm ra, bầm bầm cái xương ra nát, nát như cám vậy đó. Trời đó, thì cái tội phạm vô ngũ nghịch đại tội. Thì con ý kiến cũng vậy đó, nhưng con thấy ở bên Mỹ này ngũ nghịch đại tội người ta khó bị lắm. Thứ nhất là ở bên Mỹ này những người già cả đó, không có con cháu hay là không ai nuôi á,
thì sẽ được để trong nursing home, thì nhà nước sẽ trả tiền lo hết, ngồi trong đó có người nấu cơm, có bác sĩ khám bệnh, có y tá lo tùm lum vậy đó, tức là đầy đủ hết. Thì không giống như nhiều ngàn năm trước, như ngày Mokkalana nghe lời bà vợ đem cha mẹ mình bỏ vô rừng còn đánh đập cho chết nữa. Thì bên Mỹ với bên Úc còn nghe giống vậy đó. Thì bên Úc thì còn chắc nè, bên Mỹ thì nó vậy đó. Còn ở bên chùa ở bên Mỹ này, mấy cái chùa bự chùa nhỏ gì không biết nữa, chỉ có một hai ông sư thôi, không có nhiều đâu. Nếu ở nhiều mấy ông cũng không có chịu ở chung nữa, có một vài ông sư thôi. Còn Đức Phật nhập niết bàn rồi, không có cơ hội để hại ngài nữa. Còn chùa, còn mấy vị A-la-hán hả? Thôi đừng nói tới mấy vị A-la-hán, nói chi xa xôi, chỉ cần ai mà tu chỉ thôi, có thành thông chút thôi, nhảy lên cây ngồi, bay lên trời, đi nước độn thổ dưới đất mình nổi lên, thôi mấy ông nó còn yên thân nữa. Một đống người nói chuyện vậy, nói ngày nào cũng lợi sinh nhập, ngày biểu diễn cho con coi đi, còn thôi ngày cho con chụp hình chút để con bỏ một Facebook hay là quay phim bỏ không đó. Mấy vị đó biết là nếu mà không phải thánh nhân á, mà người tu thiền rất là cũng sân si, cũng quậy thiền luôn nữa. Còn mấy vị a la hán á, ngày cho con biết tương lai con gì, ngày làm thần thông quá nước gì nhà, trời ơi, thôi mấy ngày đó chạy vô rừng đập niết bàn luôn hết trời rồi. Nó không chịu nghe pháp, đâu không chịu học pháp, giờ nó cứ kêu mình biểu diễn này biểu diễn kia, phiền não quá, vô rừng ở nhập niết bàn trong đó luôn. Còn nói vậy thôi, chứ cả đời con cũng chưa không biết người nào thánh nhân nữa, còn chỉ nói cho vui vậy thôi. Nhưng mà thật ra bên Mỹ thì có những cái điều kiện nó thoải mái giống vậy, con người không có phạm tội ngũ nghịch dễ giống vậy. Còn đồ ăn thịt gà heo vậy đó cũng đâu có cần đi ra chợ bắt con mua con gà hay sống về cắt cổ đâu, nó cắt cổ sẵn rồi vô chợ chỉ như là thịt thôi, chứ đâu có xác chân gì đâu. Không, cũng có cá lội qua lội lại đó, nhưng mà con đâu có ăn cá lội qua lội lại đâu. Thấy nó bị đập cái đầu rồi thấy ớn rồi, thôi mua cái chết ăn cái chắc ăn. Thì sư nói con cái câu 138 này, thì cái họ khổ khốc liệt, thân thể bị thương vong, họ bệnh kịch liệt, loạn ý tán tâm, không có làm không bệnh gì, tới tới già cũng loạn ý rồi. Tại con người ta bị vậy, thì con thấy bị ăn nhiều quá, cũng bị cao mỡ cao máu, rồi không chịu tập thể dục, rồi bị sốt, bị cái sốt tiếng Việt Nam là gì ta, con không biết nữa, thì bị đứt căn máu đại khái vậy. Thì mấy cái này là do cái khổ đế mà sư, khổ đế do nguyên nhân tập đế, nhiều đòi nhiều kiếp, vô minh và ái dục, ăn uống nhiều quá cũng vậy. Thấy bây giờ cái đời này những người giàu có họ hưởng lạc nhiều quá, họ phạm nhiều tội lắm, nhưng mà không có nói được, chỉ nhìn thấy sợ thôi. Đối với con cái câu này thì Đức Phật đưa ra hết những cái khổ đế, mười loại khổ đế, nghe thôi một thấy một hai cái là thấy pháp ớn rồi, tới 10 cái nữa, trời ơi còn ớn quá. Con không biết nói gì, nhưng mà cái này do cái nghiệp của ngài Mokkalana đã phạm tội ngũ nghịch mà bị giống vậy. Rồi mỗi ngày con nhìn qua trong tin tức, con thấy nước Sri Lanka, rồi mấy nước nào ta, Nepal là nơi mà Đức Phật đản sanh chỗ đó, sanh ra chỗ đó, thì nó bị khai trực là cái nước không có tiền, ở cái nước dân nước không có tiền đi tên taxi, dân khổ muốn chết luôn vậy đó. Thì mấy cái nước đó cũng là nước Phật giáo mà tại sao bị giống như vậy, rất nghèo, không có đồ ăn đủ thứ hết, thì cái đó cũng là một thực khổ rồi. Rồi con nhìn qua con thấy bên nước Congo đó, con nít 5-6 tuổi cũng đi mò để lấy những cái chất cobo đó, cobo là những chất để làm những cái một trong những chất cho những cái gì kim loại quý đó, để tạo mấy cái bình battery cho mấy cái xe electric car đó. Thì nó dùng tay, con thấy nó đen lúa, nó 7-8 tuổi nó cũng đi lại nó mò đó,
thì con thấy những chúng sanh này chắc nhiều đời nhiều kiếp nó có giàu mà nó không bố thí, nó độc ác, làm sao cái kiếp này nó sinh qua thứ đó không có ăn, ngay từ nhỏ đã khổ rồi, nhìn thấy thì sợ quá, thấy mình phải nên làm bố thí, tức là phải làm những điều, những người làm những mười điều thiện hơn tránh mười điều ác, rồi thập phước hạnh công phải ráng làm được cái nào hay cái đó. Thì con thấy cái Đức Phật đưa ra đời những cái điều, những cái khổ trước cho người ta thấy, người ta sợ, nhưng cái nguyên văn nó tự do ấy dục vào vô minh hết. Nhưng mà con người ta chỉ thích thấy những cái gì mà vui vẻ, nghe thích những lời đờn ca sướng hát, coi bận quần áo đẹp rồi trang diện trở đẹp, nhưng mà khả năng làm thì không thấy, thì cứ tham rồi lừa đảo. Rồi khi nào mà cái nghiệp nó tới đó thì rất là đau khổ, cũng đâu có, mà không có tu tập đó, thì lăn lộn trong đó, cứ tạo nghiệp rồi chết, rồi nhận quả xấu, cứ luân hồi vậy vậy, thấy không biết chừng nào mới thoát ra khỏi được, thì thấy rất là thương tâm. Đối với con thấy nó thương tâm, nhưng mà cũng thấy con sợ lắm, phải ráng tu tập, phải giữ thân lời ý bớt càng nhiều càng tốt. Chứ cái câu này nó cả 137, 138, 139, 140 bốn câu nói về cái thọ khổ mà ngài Bục Thiền Liên là một người đại thần thông, đệ tử, một trong những đệ tử cánh tay phải cánh tay trái của Đức Phật mà còn chịu khổ giống vậy do cái nghiệp trong quá khứ ngài đã làm, thì đó là một bằng chứng hiển nhiên không thể chối bỏ được. Từ cái bài học đó thì con thấy cũng phải học theo cái đó để mà tránh bớt những điều ác, làm nhiều những điều việc thiện tốt hơn. Giống như mỗi ngày con tụng kinh 38 điều hạnh phúc đó, kinh Mangala Sứ Tăng, thì con thấy trong cái điều đó Đức Phật đều hết, nhưng chúng sanh nghe và đọc mà không có làm, giống như học mà không có làm thì người ta gọi là học giả, mà không học mà làm gọi là hành giả, mà nếu không học mà không làm luôn gọi là củ hành. Chiên xào vô ăn cũng thơm lắm. Dạ con nói cho thấy thôi. Tai biến hả? Cũng tai biến, cũng có thể có nhiều cái tai biến lắm cô, có thể nó đứt cái dây thần kinh, nó chảy máu ở trong cái đầu, có khi nó ngoài thì dễ, đủ thứ chuyện hết, chỉ có bác sĩ chuyên khoa mới biết vậy thôi, nhưng mà thường Mỹ nó dùng gì tốt đó, đại khái vậy thôi. Dạ sư, con nói gì cũng nhiều sư, cái này tán ra biết bao nhiêu chuyện mà nói, do nhân quả, do không có sự tu tập, do sự không hiểu biết, do từ vô minh giải dục, chứ muốn cái việc gì cứ thích cái gì làm thì làm. Con nghe bạn con nói bây giờ ở bên Việt Nam, những không biết từ ai đâu, từ cái ý nghĩa nào, thì bên Việt Nam bây giờ đám trẻ ham một phần lớn những người bên đó cứ nói rằng ai làm gì làm, định sống thoải mái thôi. Thì con mới hỏi sống thoải mái là sống như thế nào, thì cái người bạn con mới nói chứ nó sống thoải mái là nó muốn làm sao sống cho nó khỏe thôi. Con nói chắc là nó làm bất cứ chuyện gì để mà nó sống thoải mái, đúng không? Thì nó đúng rồi. Thì có con hỏi, con nói hỏi một vị sư bên đó, thì vị sư nói với con nó sống theo kiểu thác loạn đó, trời đất thiệt là khổ thiệt. Rồi nhiều khi con ngẫm nghĩ tại sao những người bên Việt Nam họ lại nổi xăng hay đụng chuyện gì họ cũng muốn quánh lộn, họ quánh. Thì ngồi ngẫm nghĩ ngồi con nói có lẽ là cái bên đó họ bị dồn nén nhiều quá, phải nói dốc, phải lương lẹo, phải bươn chải sống cái đời, thành ra họ dồn trong cái người không nhiều quá, nên đụng chuyện họ chúng tung ra thôi, thành ra họ nóng nảy. Thì cái đó cũng là, con nghĩ rằng cái đó cũng là một cộng nghiệp thôi, cộng nghiệp nổi trong đó thì phải chịu thôi. Nếu có người có tu tập thì tánh người ta điềm lại, người ta để cho tất cả, tức là mấy người đó cho là họ bung, họ chỉ muốn rằng là theo con nghĩ trăm việc mình phải thắng, tức là mạnh phải thắng. Nhưng đối với người tu tập thì trăm trận trăm thua thì nó khỏe hơn, phải nhường nhịn cho nó hết đi thì nó khỏe hơn. Nhường nhịn với cái sự hiểu biết chứ không phải nhường nhịn với cái sự mà mình làm không lợi nó, mình tức mình không quánh nó lợi.
nó dồn đó, mai mốt nó bể cái bụng luôn nữa. Thì con nghĩ như vậy, với sự mà nhường nhịn mình, với sự hiểu biết là phép nhân quả, tức là khâm nhẫn thọ dụng chánh né đó, thì con trong bảy pháp mà đoạn trừ lậu hoặc của Đức Phật dạy đó thì tốt hơn. Dạ thôi con nói nhiều đó cũng vòng vòng nhiều ở sư, con xin xuống là để thôi sư nói con nói hoài rồi. Con không biết bữa nay sư có bị mưa không, bây giờ sư có bị mưa không? Nó nói bây giờ sư cũng bị mưa mà chỗ sư đó không mưa lớn cũng hay mưa nhỏ, nó mưa suốt ngày nay, nó mưa tới 10 ngày 9 ngày rồi cũng còn mưa, thấy ớn thiệt. Dạ con xin chấm dứt ở đây rồi, con thấy nói vậy cũng đủ rồi. Trong khi mà con chia sẻ như vậy nói lan bang rồi, chắc cũng không sai điều này cũng chặt điều kia. Nếu có gì con xin các sư, các cô tư nữ và quý vị trong đạo tràng chỉ dẫn là con xin lắng nghe. Và con xin nhường máy để chúc quý vị trong đạo tràng được an vui và may mắn. Sa thú Sĩ Kim, hôm nay được nghe Sĩ Kim diễn tả, nói ra nho chùm cả một chùm luôn. Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Lâu quá nghe Sĩ Kim sổ nho mà nguyên cả chùm luôn. Sa thú Sĩ Kim trình bày ý nghĩa của Phật ngôn 138 rất là rõ. Đề ý của Phật ngôn 138 nói lên quan điểm, vấn đề gì? Năm cái khổ. Mới trình bày năm cái khổ. Còn năm cái khổ, câu Phật ngôn 139 và câu Phật ngôn 140 sẽ kết thúc. Thì cái nguyên nhân là câu Phật ngôn 137 giới thiệu, và cũng đúng theo trong Tứ Diệu Đế. Hiện giờ câu Phật ngôn 138 nói lên cái khổ, khổ như thế nào, những cái khổ khốc liệt mà mình cảm thọ. Thì thân thể bị thương vong nè, thọ bệnh kịch liệt nè, hay loạn ý tán tâm, khổ. Câu Phật ngôn 138, nhưng mà câu Phật ngôn 137 mới nói lên cái tập đế, tức là nguyên nhân của cái khổ. Cái nguyên nhân của cái khổ tức là xúc phạm đến những bậc có giới hạnh, xúc phạm đến những bậc hiền thiện, xúc phạm đến những bậc thánh nhân, thì những cái khổ này nó sẽ phát sinh. Rồi câu Phật ngôn 139 cũng nói lên cái khổ nữa, nặng hơn. Năm cái khổ này. Như vậy thì hôm nay chúng ta sinh hoạt khổ, hãy tìm nguyên nhân của cái khổ. Mà cái khổ này quý vị có hay không, chắc chắn rằng ai cũng phải chấp nhận cái khổ. Nếu mà tu mà không cảm thấy cái khổ, không nhận thức được cái khổ, thì chắc chắn rằng mình vẫn luôn luôn bị vô minh ái dục chi phối. Muốn diệt trừ hay là muốn tham sân si mà không có sân khởi, cái quan trọng nhất là chúng ta phải biết khổ. Nhờ có cái khổ đó thì tham sân si, cái bản ngã của chúng ta nó mới sợ. Nghĩa là chấp nhận tu là phải chấp nhận cái khổ, phải thấy được cái khổ. Mà ở đây cái cảm thọ chúng ta khi thân bị khổ này, khi tâm bị khổ này, mà chúng ta có thấy biết được hay không? Khi thấy biết được cái khổ như vậy thì cái bản ngã của chúng ta từ từ nó sẽ nguội lượt đi. Chứ ai mà thấy khổ bỏ chạy là chưa có biết tu. Thấy khổ và nhào vô, hãy trợn mắt nhìn nó, coi nó khổ tới mức độ nào. Đó, quý vị thấy cái vị tỳ khưu mà
đi tới cái nhà của Phật tử ông Thợ Ngọc đó, đi tới nhà ông ta thọ thực để lấy bát hàng ngày. Thế mà khi con ngỗng mà nó nuốt cái hột ngọc á, thì ông Thợ Ngọc á, ông mới nhìn xung quanh nó có ai mà mất cái viên ngọc. À, như vậy chắc chắn cái ông sư này, mặc dù tôn kính là tôn kính, nhưng mà bây giờ cái mạng sống của mình bị uy hiếp, nếu mà không làm cái viên ngọc cho đẹp để đem dâng đức vua, mà bây giờ viên ngọc đã mất tiêu, thì chỉ có ông này thôi. Sự tôn kính dẹp qua một bên, nhưng mà cái mạng sống của mình. Và thế là bắt ông sư này trói lại, đánh mà loại con mắt ra, loại con mắt ra, khổ, đó là khổ thọ khốc liệt á. Đánh loại mắt ra, mà cái vị này mặc dù loại con mắt ra, nhìn thấy sự thật, nhưng mà không dám nói. Bởi vì sao? Con ngỗng còn sống thì không nói, nhưng mà thấy con ngỗng chết rồi, khi đó mới nói. Mà khi nói ra thì máu me đầy người, mắt muốn lòi ra rồi. Cột đánh nhiều vậy đó. Thì bây giờ cái vị này thấy cái khổ nè, nhưng mà sự thật của cái khổ là cái gì? Mình tu phải giữ giới. Bây giờ mình nói ra thì ông ta sẽ giết con ngỗng. Nhưng mà khi con ngỗng chết rồi thì cái vị này mới nói. Tức là trong cái khổ đó thấy được cái khổ, không có loạn ý tán tâm ha. Thường thường bị đánh đau quá thì thần khẩu hại sắc phàm, tức là đau quá thì nó bậy nó bạ khai tùm lum tà la. Nhưng mà cái vị này á, giữ giới trong sạch, nói. Nhưng mà khi con ngỗng nó chết rồi mà nói sự thật thì con người mình đã thua rồi ha. Bị quánh như tử rồi, máu me đầy người rồi, mà thương tích luôn. Đó là thọ khổ khốc liệt. Mà thọ khổ khốc liệt như vậy mới thấy được cái khổ. Khi mà thấy được cái khổ thì vị này từ bỏ, không dám nghĩ có mời, nghĩa là hằng ngày tới lấy bát không, đi khất thực thọ hành đầu đà, có nghĩa là đi khất thực theo từng nhà, hay là khất thực theo cái pháp, tức là có bao nhiêu dùng bấy nhiêu, rồi không dám đi đến nhà Phật tử nữa, bởi vì trường hợp vừa rồi khổ quá rồi. Thì ở đây có khổ, nhưng mà chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên nhân khổ đế, rồi mới đến tập đế. Cái nguyên nhân chúng ta đã câu Phật ngôn 137, và cái quả là năm cái khổ này, rồi liên tiếp năm cái khổ trong câu 139, 140. Vậy thì Sư Kim trình bày như vậy cũng chính xác. Còn ý kiến vị nào khác? Alo, xin mời. Thời gian còn lại 10 phút nữa. Sao hôm nay đường truyền của cô tu nữ Tự Duyên sao không được tốt ha? Hồi nãy cái giọng kinh rè rè, Sĩ Kim nói trời mưa, trời mưa, tại người không được khỏe, rồi cái giọng hơi bị cảm là trời mưa. Rồi bây giờ mời Sĩ Mê Ta có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn này. Alo, Sĩ Mê Ta. Ở bên đó có bị mưa hay không? Chị Kim thì ở bên Mỹ mà biết Việt Nam mưa nè, Biên Hòa mưa 10 ngày nè. Mà thật sự trời cũng âm u. Cũng chắc chắn là ngày hôm nay cũng có mưa nữa. Công nhận chị Kim hay thiệt nha. Rồi mời chị Mê Ta có ý kiến về câu Phật ngôn này. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng với tất cả quý sư. Dạ, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng.
Dạ, ở bên Úc của con thì đã bị trận lụt cách nay mấy tuần đó. Rồi bị hai cái tiểu bang nó bị lụt. Rồi cũng thiệt hại về nhân mạng cũng có, mà nhà cửa thì hư hao. Rồi nhà nước phải hỗ trợ cho những cái nhà mà bị ngập lụt hư hại đó. Dạ, đã qua rồi. Rồi gần đây cũng mưa hoài hả sư? Dạ, ở nước Úc năm nay mưa hoài. Bữa hổm thì mưa lớn mà mưa tầm tã suốt cả hai tuần lễ luôn. Rồi bây giờ thì mưa lai rai, chứ không có mưa tầm tã như vậy nữa. Nhưng mà ngay bữa nay cũng giờ cũng đang mưa, mà mưa nhỏ thôi. Dạ. Rồi con coi dự báo thì con thấy cũng 4-5 ngày nữa cũng mưa nữa. Và dạ, cũng mưa liên tục, mà không có mưa tầm tã thôi. Thì cũng đã qua cái trận lụt rồi. Gia đình con thì cũng, ba đứa con thì cũng có một đứa bị ngập đâu mấy tiếng đồng hồ thôi, chứ không có ngập lâu, rồi cũng rút. Và dạ, còn mấy đứa kia thì không có bị, chỗ con ở cũng không có bị. Và dạ, con thấy thì bây giờ thời buổi văn minh tiến bộ rồi, khoa học tiến bộ, thành thử ra coi dự báo thời tiết ở bất cứ nơi nào trên trái đất này cũng coi được hết sư. Dạ, như con muốn coi bên Việt Nam cũng được, hay là con muốn coi bên Mỹ cũng được, coi ở tại địa phương con cũng được. Dạ, nói chung là thời buổi tiến bộ rồi, coi ở đâu cũng được hết. Dạ. Nói về con trở lại về cái câu Pháp Cú 138 hôm nay, thì con thấy cô Kim nói cũng quá đầy đủ rồi sư. Dạ, con thấy là cái nhân quả thì khả tư nghị, mà nhân quả thì khủng khiếp quá. Con hôm nay con thấy học nhiều câu rồi, thấy nhân quả thật là không thể nghĩ bàn, đúng là không thể nghĩ bàn được. Nhất là trong bốn cái câu sau này, câu 37, 137, 138, rồi sư nói là 139, 140, thì nói về cái nhân quả của Ngài Mokgan Lana, vì cái tội mà, vì cái nhân quả mà phạm vào cái ngũ nghịch đại tội, cho nên chịu cái nhân quả thật là khốc liệt. Và con nghe thì con thấy là cũng là nổi da gà, con cũng quá sợ. Và như cô Kim nói thì đúng là thật là khốc liệt. Rồi ở trong bài này thì mới là đưa lên là khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, rồi thọ bệnh kịch liệt, rồi loạn ý tán tâm. Và cái loạn ý tán tâm này con cũng thấy cũng rất là sợ. Bởi vì coi như là con người mà loạn ý tán tâm rồi thì thôi, kể như cuộc đời tiêu rồi, không có làm chủ được mình nữa rồi, tâm ý không làm chủ được nữa. Thì rất là sợ. Và con người ai sinh ra thì cũng phải chịu khổ, sanh khổ, rồi già cũng khổ, rồi bệnh thì cũng quá khổ. Rồi bệnh thì không biết bao nhiêu thứ bệnh. Rồi bây giờ ghê gớm nhất là ung thư nữa. Con thấy sao ở đâu cũng ung thư nhiều quá. Cái đó là do cái nghiệp. Như quý sư đã giảng thì nói là cái đó chắc ung thư chắc là do nghiệp quả đầu đời trước. Cũng rất là khó trị. Cũng có nhiều người trị có hết, nhưng mà đa số thì nếu mà vào cái bệnh ung thư này thì rất là khổ.
nó đau, đau đớn dữ dội lắm. Dạ. Rồi ít có khi mà trị được khỏi. Dạ. Chỉ một số ít trị được khỏi thôi, chứ đa số hãy dướng vô bệnh ung thư là đau khổ rồi chết. Dạ. Ngày nay thì như vậy. Rồi nhất là cái loạn ý tán tâm. Dạ, con thấy là con người thì phải chịu sanh già bệnh chết, rồi do nghiệp quả tạo từ nhiều đời nhiều kiếp, rồi kiếp này phải thọ lãnh đủ thứ. Dạ, làm cái gì thì bây giờ phải chịu cái đó. Dạ, con thấy nhân quả là như vậy, cho nên mà nhất là đối với những vị mà bậc tu hành, rồi những vị mà đã là bậc thánh, mà nếu mà phạm vô cái là chết chắc rồi. À, chết chắc. Thành ra con thấy là bây giờ con, như cô Kim nói là phải thu thúc đục căn, phải giữ, phải làm sao quán chiếu về cái thân khẩu ý của mình, phải coi về cái ngũ giới. Chúng con thì chúng con cứ phải xét về ngũ giới, mình làm điều đó có hại cho mình, có hại cho người hay không, mình phạm vào cái giới nào thì mình phải suy nghĩ kỹ trước khi làm để tránh là bị phạm giới. Dạ. Rồi bây giờ căn cứ theo những cái điều mà 10 điều thập thiện mà làm, rồi bỏ qua đi những cái gì mà hại người, hại mình, hại người. Dạ. Bất cứ việc gì thiện, dầu nhỏ dầu lớn gì cũng cố gắng làm để mà tạo phước, để có được cái phước mà được an vui trong đời này và đời sau. Thì con chỉ nghĩ vậy thôi. Dạ, con xin kính mời quý vị khác. Dạ, con xin trả máy lại cho đạo tràng. Sa thú Chích Mê Ta. Chích Mê Ta để đi thẳng vào nội dung của câu Phật ngôn 138 rất là chi tiết ha. Chích Mê Ta đã làm cho câu Phật ngôn này sáng tỏ. Mục đích cái câu Phật ngôn 138 nói lên cái sự thật, tức là khổ, nguyên nhân của khổ. Chúng ta phải thấy sự vận hành của pháp qua ngài Mục Kiền Liên. Thì bốn sự thật xuất hiện mà chúng ta cần phải thấy để điều chỉnh cái lời nói, cái hành động, cái tư tưởng của mình, sống sao cho nó thuận pháp. Đó là điều quan trọng. Tức là câu Phật ngôn 137, câu Phật ngôn 138, câu Phật ngôn 139, 140 nói về tứ diệu đế, tức là bốn sự thật mà qua sự diễn tiến của ngài Mục Kiền Liên. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy á, thì chúng ta cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Chỉ có cái vấn đề mà chúng ta chỉ thấy thôi. Pasco, hãy nhìn vào sự vận hành của pháp, hoặc là nhìn vào chính thân thọ tâm pháp của chính mình, để mình thấy được khổ, nguyên nhân của khổ, sự an lạc và con đường đưa đến cái sự an lạc đó. Mục đích của bốn câu Phật ngôn này là như vậy.
À, quý vị diễn đạt rất là chi tiết, rất là hoan hỷ. Và buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc nơi đây. Với phước lành, chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để đời sống của chúng ta được sự an vui, tiến hóa. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin oai lực vô biên, chư toàn giác, độc giác và thinh văn tín chúng, hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ cùng Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê na sa cha quát chê na sô thị vô hô tụ sa bà đà. Do lời chân thật này, kính nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu tri thức luôn được an lành trong ánh hào quang.